xong prong prayat kompachia nâng bần to miên phliên thlea li lom chung mươi nập cầu rung tía nâng cho cân tạ. Ốp bật thâm cam vị thị đói. Nhâm tạc đó có ạ đế mùi thường ngày mùi đón chung mươi khu các bác mùi ai cầu mà chát vầy. Karabang, mẹ to xuống độ ốp cha. Cơ xuống thôn thiên tắc nâng ưu tượng này giống nơi ngay tì xàm tập mùi khai xây hà chân áp bì bòm phầy mùi ní. Bàn chanh sẽ đầy chùn đồng nâng sẽ đầy âm bì sử thàn lập hiếp thiệt ạc các nơi con bà chía chạp bì ngay tì mùi đó ngay tì bòm bì khai cành nhà chân áp bì bòm phầy mùi. Đại bàn mình chạy tha con bà chía nâng bần to miền phliên thơ lẹ, lê lâm chì mùi nâng cho cần trạ, nâng cơ rừng tìa. Cơ xuống bàn mình chạy tha nâng ông lòng bê sạp đà khả mục ní con bà chía nâng tà tu ở tì bôl bì chờ lông xong biệt tiệp ảnh đía nâng nông cầm rạc lắng. Chì mùi nâng bà bòn xong biệt tiếp, hai nâng ngay tì bì đọt ngay tì bốn nâng ngay tì bòm bì khai cả nhá, miên ở tì bôl bàn thaym bì cho xong một rì. Sát thà nập hiệp bạp ní nâng thơ ai bàn đà khát nâng đàm bòn tùm niếp cản đá, nâng bàn đà khát nâng chóp chụp nông đồng ហើយដំបន់ខ្លះទៀតអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីកម្រិតបង្គួរទៅច្រើនលេីឡំជាមួយនឹងកោរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅក្នុងផ្ទៃសមុទ្រពិសេសក្បែរបណ្ដាកោះរលកសមុទ្រអាចនឹងកើតមាននៅក្នុងកម្រិតមធ្យមជាមួយគ្នានោះផងដែរក្រសួងធនធានទឹកក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិដែលអាចកើតមានជាយថាហេតុ